Mẹ của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đột ngột bị cấm xuất cảnh, doanh nghiệp điều hành thì đang nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, từng đứng top 1 trong danh sách nộp thuế nhiều nhất cho ngân hàng tỉnh Nghệ An vào năm 2021. Thế nhưng hiện tại, tập đoàn Thiên Minh Đức lại vướng phải khối nợ xấu lên đến 4.300 tỷ đồng và khoản nợ thuế lên tới 728 tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Minh Đức được điều hành bởi bà Chu Thị Thành, mẹ của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Với 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn trên toàn quốc. Bà Chu Thị Thành đã bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An đưa ra thông báo cấm xuất cảnh kể từ ngày 20 tháng 12 vì thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Con trai bà Thành được nhiều người biết đến là đại gia kim cương Chu Đăng Khoa với độ chịu chơi và bộ sưu tập kim cương cực khủng của mình. Cũng liên quan tới ngành kinh doanh xăng dầu, hồi tháng 9, bà trùm xăng dầu khu vực phía Nam là Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.